Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Nam thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2024. Thứ hai ngày hôm nay gồm có 3 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải 8 Thành phố Hồ Chí Minh 01, giải 8 Đồng Tháp 62, giải 8 Cà Mau 26. Còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.